Bác sĩ cảnh báo cấm ăn bún với bao loại thịt này, kẻo nuôi sống tế bào ung thư có ngày chết đột tử. Bà con các bác thân mến, không thể phủ nhận rằng các món bún phở là một thực phẩm rất ngon lành và giàu giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo rằng bún sẽ mất đi hết các chất dinh dưỡng và nó sẽ trở thành độc tố gây ung thư cực mạnh nếu như bà con vô tình ăn chúng cùng ba thực phẩm quen thuộc dưới đây. Nhiều người Việt đang phạm phải mà chẳng hề hay biết. Vậy thì để biết rằng đó là những thực phẩm gì và mức độ độc hại khi kết hợp cùng với bún ra sao, ngay bây giờ xin mời bà con cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Bún là một loại thực phẩm dạng sợi tròn, trắng mềm, được làm từ bột gạo và luộc chín trong nước sôi. Bà con chỉ có thể sử dụng bún trong một thời gian rất ngắn, tối đa là 2 ngày. Thành phần dinh dưỡng có trong bún có thể kể đến như là đạm, tinh bột, tro, nước, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Với bảng thành phần như kể trên thì bún được xem là một thực phẩm cung cấp rất nhiều calo cho cơ thể. Tuy nhiên thì bà con cũng không nên ăn quá nhiều bún, bởi vì bún là một nhóm thực phẩm không thích hợp đối với những người có vấn đề ở đường tiêu hóa. Bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột có thể nở ra. Trong thời gian này thì tinh bột sẽ lên men, vì thế khi ăn người bệnh dễ dàng bị đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Do vậy, những người bị viêm dạ dày hoặc hội chứng dạ dày tá tràng thì nên hạn chế ăn. Đặc biệt là khi ăn bún, bà con cần phải lưu ý không kết hợp cùng các thực phẩm có nguy cơ ngộ độc cao, điển hình là các thực phẩm dưới đây. Thực phẩm đầu tiên phải kể đến đó chính là rau sống, bà con ạ. Chắc hẳn khi nghe thông tin này thì nhiều bà con sẽ cảm thấy không đồng tình, bởi vì rau sống mà ăn cùng với bún là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhiều bà con ở đây sẽ vẫn ăn mà có làm sao đâu. Chương trình toàn nói linh tinh vớ vẩn. Vâng, quả đúng là rau sống là một món ăn được ưa chuộng trong mâm cơm của người Việt bởi sự tiện lợi cũng như giàu giá trị dinh dưỡng. Không chỉ để ăn kèm với các món như là nem cuốn, phở, tiết canh, bún mà còn được chế biến thành nhiều món salad độc đáo và lạ miệng. Đặc biệt là khi được ăn kèm với các món bún phở, không chỉ giảm đi cảm giác ngán do nước dùng béo ngậy mà còn kích thích vị giác và khiến món ăn trở nên ngon miệng hơn. Đó là còn chưa kể rau sống còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì rau sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh nếu không được chế biến và đảm bảo vệ sinh. Nhiều khuyến cáo cũng cho rằng ăn rau sống có nguy cơ cao dẫn đến bệnh nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, đặc biệt là rau sống không đảm bảo vệ sinh do tưới bón phân tươi, nước tiểu, sử dụng thuốc trừ sâu không đúng quy định và rửa rau ở nguồn nước bị ô nhiễm lại càng chứa nhiều mầm bệnh hơn. Các ký sinh trùng phổ biến trong rau sống là giun kim, giun móc, giun tóc, trứng giun đũa chó, xà la gan, ký sinh trùng gây bệnh lị, tả. Thậm chí rau sống ở một số nơi còn có phẩy khuẩn tả và có thể dẫn đến nguy cơ tiêu chảy rất cao. Không những thế thì các loại rau sống còn có nguy cơ chứa một lượng lớn các loại trứng, ấu trùng giun sán như là giun móc, giun đũa, giun chó mèo và xà la gan. Vẫn biết rằng thói quen và sở thích là khó bỏ, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì bà con cô bác vẫn nên hạn chế ăn rau sống bà con nhé. Nếu muốn ăn, hãy đảm bảo là rau cần phải nhặt kỹ rồi rửa nhiều lần bằng nước sạch. Tốt nhất là nên rửa trực tiếp từng lá dưới vòi nước chảy là một biện pháp hiệu quả để loại bỏ trứng giun, vi khuẩn gây bệnh và hóa chất, thuốc trừ sâu vẫn còn bám trên rau. Và để đảm bảo an toàn hơn, bà con nên trần rau qua nước trước khi ăn. Ngoài ra thì phụ nữ mang thai, người bị viêm đại tràng, người bị đau dạ dày và người dễ bị cảm cúm cũng không nên ăn rau sống. Đồng thời thì chúng ta cũng nên chọn rau sống tại các cửa hàng rau sạch có kiểm nghiệm của cơ quan chức năng để đảm bảo chất lượng an toàn cũng như vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm thứ hai mà bà con cần phải tránh xa nếu không muốn rước cặn tá bệnh vào người, bà con hãy dừng lại ngay việc ăn mắm tôm bà con nhé. Chẳng biết từ bao giờ mà mắm tôm đã trở thành một món ăn chứ danh của người dân Việt Nam, bà con có công nhận không ạ? Ăn bún đậu hoặc là thịt chó mà không có chút mắm tôm thì sẽ mất ngay đi hương vị thơm ngon của món ăn. Thế nhưng mắm tôm cho đến nay vẫn là một món ăn tranh cãi bởi vì quy trình sản xuất thường không đảm bảo. Hơn nữa thì hương vị khá nồng của mắm tôm khiến nhiều người phải xua tay. Theo các chuyên gia y tế thì mắm tôm khi ở dạng nguyên chất rất mặn và đặc, khó có vi khuẩn nào có thể sống được ở môi trường đó. Tuy nhiên khi đã được pha chế, nó sẽ chuyển thành môi trường khác và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển dễ dàng. Đó là còn chưa kể, do mắm tôm có mùi khá đặc biệt, rất dễ dụ dỗ ruồi, nhặng, nếu không bảo quản cẩn thận sẽ là môi trường lý tưởng cho ruồi xuất hiện, mang theo nhiều mầm bệnh truyền nhiễm, khiến người ăn bị ảnh hưởng. Nếu ăn mắm tôm được làm theo đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh, có nhãn mác đàng hoàng của những cơ sở sản xuất uy tín thì bà con hoàn toàn có thể tin tưởng. Tuy nhiên nếu ăn phải mắm tôm bẩn, mắm tôm không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở những nơi sản xuất không đảm bảo thì chúng ta có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh đường ruột, E. coli hoặc các vi khuẩn có bào tử sống yếm khí. Nếu mắm tôm xuất hiện ròi, bọ thì tốt nhất là bà con cần phải bỏ đi.
Lúc này thì mắm tôm đã trở thành phế phẩm, giòi bọ sinh sống trong đó đã ăn hết các chất dinh dưỡng. Nếu bà con cứ tiếp tục sử dụng, không những không nạp các chất dinh dưỡng vào cơ thể mà còn phát sinh nhiều mầm bệnh, trong đó rõ nhất là bệnh ở đường tiêu hóa, bị ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, kết lị. Về lâu dài có nguy cơ mắc ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư ruột. Do đó, người dùng nên cẩn trọng trong việc lựa chọn các quán bún đậu mắm tôm để ăn nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, tránh gây ngộ độc và những tác hại không tốt cho sức khỏe. Tuyệt đối không mua mắm tôm đã có màu sắc không tự nhiên của mắm tôm và có sử dụng hóa chất. Ngoài việc kiểm nghiệm và quan sát thật kỹ, bà con cũng có thể may mắn nhận biết được mắm tôm bẩn với các dấu hiệu như là màu hồng, màu không đỏ tươi. Trong khi mắm tôm sạch có màu hơi hồng và đảm bảo là độ tươi ngon. Với mắm tôm, tốt nhất là bà con cần phải chưng nóng và chín trước khi ăn. Thực phẩm thứ ba đó chính là nem rán chiên ngập dầu mỡ, không hề tốt cho sức khỏe một chút nào. Cho tôi hỏi là gia đình bà con có hay ăn các món chiên rán chẳng hạn như là nem rán không ạ? Trên thực tế thì đây là một món ăn truyền thống của người dân Việt Nam, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết. Chúng thơm ngon, giòn rụm, ăn kèm với bún hay là rau sống và một chút nước chấm chua ngọt thì sẽ rất đời miệng. Bên cạnh đó thì xét về mặt dinh dưỡng, nem rán được làm từ rất nhiều nguyên liệu như là thịt, mộc nhĩ, nấm hương, rau củ nên về cơ bản thì chúng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì món ăn này có nhược điểm rất lớn là chúng ta phải sử dụng rất nhiều dầu mỡ trong quá trình chế biến như là chiên, rán. Chính vì vậy dù có hương vị thơm ngon và hấp dẫn đến mấy thì bà con cũng không nên ăn quá nhiều vì chúng có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe của bà con. Dầu mỡ khi được chiên nóng ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra các chất độc như là aldehyde, axit oxide. Những chất này khi đưa vào cơ thể sẽ gây phá hủy các men tiêu hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi ăn các loại đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, bà con thường có cảm giác đầy bụng, khó tiêu và trào ngược dạ dày. Việc ăn nhiều đồ dầu mỡ cũng sẽ khiến cho lượng cholesterol của chúng ta tăng cao, lâu dần sẽ tích tụ trong máu và gây ra tình trạng tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ. Theo thời gian, các phần tử dầu tích tụ trong cơ thể sẽ hình thành nên các gốc tự do, gây tổn thương tế bào, rồi sau đó hình thành nên căn bệnh ung thư. Thậm chí nhiều bà nội trợ vì muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt nên đã tận dụng lại lượng dầu dư thừa để chiên đi chiên lại nhiều lần. Lúc này thì dầu ăn của chúng ta đã bị oxy hóa, khiến cho các chất dinh dưỡng trong thực phẩm bị phá hủy, đồng thời gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Thêm một món ăn nữa thường ngậm nhiều hóa chất, âm thầm phá hoại sức khỏe của bà con, đó chính là các loại giò chả. Giò chả vốn là món ăn quen thuộc của người Việt, đặc biệt là trong những dịp ngày lễ, ngày Tết. Tuy nhiên, nếu không lựa chọn cẩn thận, người dùng phải đối mặt với nguy cơ ngộ độc khi sử dụng các sản phẩm được ướp và bảo quản bằng hàn the, trong đó có giò và chả. Hàn the là một hóa chất hóa học độc hại dạng bột, hòa tan trong nước thành chất không màu, không mùi và không vị. Loại hóa chất này có tên khoa học là porous, bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bộ Y tế đưa hàn the vào danh sách hóa chất được cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Mặc dù vậy thì ngày nay, bất chấp bị cấm, nhiều đơn vị vẫn sử dụng nó trong các loại thực phẩm như giò, chả, nem, bún, phở, bánh đúc, bánh cuốn, thạch để làm chậm quá trình phân hủy của thực phẩm, kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, giúp một số loại thực phẩm được tươi lâu và tạo độ giòn, dai. Sau khi ăn, phải phèn chua quá nhiều, người sử dụng sẽ bị đau bụng, tiêu chảy, nặng hơn sẽ bị suy gan, suy thận và có thể dẫn đến hôn mê, sau đó là tử vong. Giò sạch sẽ có mùi thơm nhẹ của thịt, quyện với lá gói chứ không có mùi thơm nồng như giò lụa đã bị pha hàn the. Hơn nữa thì nếu giò chả có mùi hôi, lá gói bị khô cũ, dính nhớt vào tay hoặc là có triệu chứng nấm mốc, tức là giò đã không còn được tươi ngon và không thể sử dụng được nữa. Ngoài ra nếu thấy một khoanh giò có mùi thơm nồng sực lên thì bà con cũng cần phải thận trọng bởi vì rất có thể loại giò đó đã được tẩm hóa chất phụ gia, có vị thịt. Giò lụa ngon khi cắt ra sẽ có màu trắng ngà phớt hồng, bề mặt của các lát cắt sẽ có nhiều lỗ rỗ. Giò được làm từ thịt nạc ngon, khi được nghiền thịt sẽ quánh dẻo và bọc một lớp không khí bên trong nên lúc cuộn lại hoặc là khi hấp giò không khí ấy sẽ nở ra, tìm cách chui ra ngoài tạo ra những lỗ rỗ bên trong khoanh giò. Giò ngon khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, giòn, mềm, không có cảm giác khô rắn, không bị bã, cũng không bị bở, song cũng cần cẩn thận với các miếng giò quá giòn, quá dai hơn bình thường vì chúng thường bị trộn hàn the. Và cuối cùng thì dù có thèm đến mấy, bà con cũng không nên ăn bún với nội tạng động vật, chẳng hạn như là lòng lợn, lòng gà hay là lòng vịt. Lòng lợn là một món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là các đấng mày râu trong những dịp hẹn hò, nhậu nhẹt. Tuy nhiên, đây là một món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Lòng lợn rất giàu chất đạm và luôn mang đến cho người ăn cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, đây là một món ăn rất dễ bị nhiễm khuẩn.
Theo nhiều nghiên cứu đã được chứng minh, các bộ phận của lợn như là gan, tim, dạ dày và thận có hàm lượng calo rất cao. Khi ăn những miếng lòng lợn không được đảm bảo vệ sinh và không được chế biến thật kỹ, chúng sẽ trở thành ổ vi khuẩn, gây nên các bệnh nguy hiểm như thương hàn, kết lỵ, bệnh tả, thậm chí là viêm gan, xơ gan và ung thư. Nếu ăn lòng lợn không được làm sạch sẽ và nấu chín, ký sinh trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể và biến chứng thành nhiều căn bệnh nguy hiểm, thậm chí là gây tử vong. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ lòng lợn quá nhiều cũng có thể khiến bà con mắc các căn bệnh về nan y như bệnh gút, cao huyết áp, tim mạch, bởi nó chứa rất nhiều cholesterol xấu và axit uric. Ngoài ra thì lòng lợn chưa được làm sạch và chế biến kỹ, còn có nhiều khả năng ẩn chứa vi khuẩn, ký sinh trùng. Vì vậy, bà con nhất thiết phải làm sạch lòng lợn, không nên nấu tái, tránh các bệnh nguy hiểm gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Kể cả khi đảm bảo việc chế biến và nguồn gốc của dồi lợn, nhưng với bản chất chứa nhiều cholesterol thì món ăn này cũng có thể gây khó tiêu, đặc biệt là đối với những người đang mệt mỏi, khi ăn vào sẽ gặp các triệu chứng đầy bụng, làm tình trạng mệt mỏi diễn biến nặng hơn. Hơn nữa thì những người có đường tiêu hóa kém khi ăn phải cháo lòng, nội tạng nấu không chín kỹ hoặc bị ô nhiễm chéo sang các thức ăn nước uống khác trong quá trình chế biến có thể sẽ phải đối mặt với các căn bệnh nhiễm khuẩn khác như lao, than, lợn đóng dấu, các bệnh ký sinh trùng như sán dây, sán chó và run xoắn cho người, v.v. Như vậy, trong nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ tới bà con cô bác 5 nguyên liệu cấm kỵ cùng ăn với bún mà bà con nên hạn chế. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ này thì bà con cô bác đã có thêm kinh nghiệm cũng như kiến thức để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cả gia đình thông qua việc ăn uống hàng ngày. Và nếu bà con cô bác cũng yêu thích những thông tin này, hãy nhấn vào nút chuột đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh nhé. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng được biết. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.